Một công ty công nghệ tại Anh đã vừa cho ra mắt sản phẩm kính mắt có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ những người khiếm thính giao tiếp. Phát minh này đã cho phép người dùng hiển thị trực tiếp nội dung của cuộc trò chuyện ngay trước mắt, đồng thời có thể tua ngược để đọc lại. Chiếc kính mang tên x Glass sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR được kết nối với một ứng dụng điện thoại di động thông minh cùng với phần mềm điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo AI với màn hình hiển thị trực tiếp phụ đề của cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Thiết bị này đóng vai trò như một trợ lý giúp đỡ những người khuyết tật giao tiếp dễ dàng hơn. Mỗi khi nhớ lại, một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi là học đại học. Tôi nhớ rằng mình đã cố gắng ghi chép trong khi quan sát giáo viên của mình giảng bài. Mặc dù vậy, mỗi lần nhìn xuống, tôi lại bị bỏ lỡ mất toàn bộ lời của giáo viên. Tuy nhiên, thiết bị này đã đem đến cho tôi hy vọng. Tôi không chỉ có thể đọc được mọi điều cô ấy nói, mà tôi còn có thể tu ngược đoạn hội thoại, đọc nó lại thêm nhiều lần nữa, cứ như là ghi chú tự động vậy. And, and the phone. Ngoài các cuộc trò chuyện trực tiếp, chiếc kính này đặc biệt còn có thể giúp người dùng đọc được các cuộc trò chuyện bằng điện thoại, thậm chí là giọng nói của trợ lý ảo Alexa hoặc Siri. Hiện tại, x Glass đã có khả năng dịch các cuộc hội thoại ra chín ngôn ngữ khác nhau. Dự kiến trong tương lai, ứng dụng này sẽ còn có thể dịch thêm những ngôn ngữ khác với tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều.